Tử vi tuổi Canh Thân 1980 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ, hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, luôn cố gắng phấn đấu để biến mơ ước của mình thành hiện thực. Tuổi Canh Thân rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ, họ đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt của vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp người tuổi Canh Thân có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Thân sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể luận giải được những tử vi phong thủy tốt nhất. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh, thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt, giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà quý gia chủ cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này. Sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi. Vận mệnh cô chú tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may về tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm, thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết yếu hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Cô chú tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều. Anh chị em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều, bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Dự báo trong tháng 6 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Canh Thân, trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm cô chú vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Canh dương kim gặp ất âm mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó, trong năm Thái Tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy mang bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang Chỉ chú, xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, cô chú hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Cô chú tuổi Canh Thân trong tháng 6 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng này của cô chú tuổi Canh Thân không được sáng rõ. Cô chú dù có cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân mình. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của cô chú còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, cô chú cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn. Đừng công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần phải giải quyết. Có như thế mới có thể xử sự tình hình trước mắt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi Canh Thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng 6 âm, việc kiếm tiền của cô chú tuổi Canh Thân không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cô chú căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm, để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn hao tiền của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hồi cũng không kịp. Thời điểm này với một số cô chú tuổi Canh Thân cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều. Bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó cô chú sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Đặc biệt để mọi việc được hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Canh Thân hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những hung tinh, vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cô chú cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm của đôi bên. Tháng 6 âm lịch là lúc mà cô chú tuổi Canh Thân sẽ không còn nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên cô chú phải dồn thời gian và tâm sức để có thể giải quyết. Cô chú mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Cô chú có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình của cô chú sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Tử vi cô chú tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2021 cho biết rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình cô chú. Cô chú thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với vợ, chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Canh Thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của cô chú tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên cô chú phải lo lắng, suy tính nhiều hơn. Có những lúc cô chú cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra các quyết định đúng đắn. Thời gian này cô chú làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Cô chú tuổi Canh Thân 1980 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để cô chú tuổi Canh Thân có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ nạp âm Phích Lịch Hỏa. Tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và tốt thành hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu và Mão, tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Bính Dần. Thứ hai ngày âm lịch 20 tháng 6, tức ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi Canh Thân tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 6, tức ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Tỵ, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai ngày âm lịch 23 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Tân Tỵ, nạp âm Bạch Lạc Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ tận trình tử vi của cô chú tuổi Canh Thân trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn, điều đó giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Follow, đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.